Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Ezzy đây. Thì hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game mới anh em ạ. Tựa game này mang tên là Làng Cá Đại Chiến. Lâu lắm rồi mình mới có làm clip trên cái kênh này. Thì cái tựa game này sẽ là các nhân vật đến từ các bộ anime anh em nhé. Như kiểu là One Piece này, Luffy này, Son Goku này, hoặc là Tanjiro, Naruto thứ. Nhưng mà trong một cái hình dạng của những cái chú cá anh ạ. Khá là gọi là đáng yêu à. Rồi thì mình sẽ để link tải của tựa game này ở phía dưới nhá. Và tất cả những cái code mà mình tìm được hôm nay vừa mới ra mắt thôi anh em. Rồi thì mình sẽ vào game, mình sẽ nạp đầu phát đi. Để mình lấy Luffy anh em ạ. Luffy 5 sao cũng như nhận thêm cái skin Luffy nông dân. Đấy anh em ơi, Luffy nông dân thì sẽ có cái cây cuốc khá là đẹp, cái cuốc ATM à. Rồi mình sẽ mua gói này bằng 60 tiền anh em ạ. Đấy, tôi đã có gói này rồi. Có thể được cả mảnh của đấy này. Tiếp mình sẽ mua sau đi. Đấy, mình sẽ có thêm một tướng anh em ơi. Game này thì anh em có thể AFK treo máy. Khá giống một số tựa game mình đã từng chơi anh em nhá. Rồi thì chúng ta sẽ xem nào. Thư viện, chúng ta có khá nhiều tướng đấy. Buggy này, tôi có cả Buggy luôn. Buggy tôi lấy từ lúc nãy luôn anh em ạ. Rồi, tôi sẽ chỉnh cái đội hình xem nào. Đội hình này mình sẽ có cả Chopper anh em ơi, Nami là tiên cá, Luffy Gear 5, ui đẹp phết nhờ, có Buggy, Hinata, chắc là mình sẽ dồn hết cho ấy thôi, bây giờ mình nâng cấp cho thằng ngày trước này, xong rồi nâng cấp cho con Luffy Gear 5 của mình anh em ơi, đấy, thoải mái lên, nâng cấp lên, đột phá lên này, đấy, anh em cái bí quyết anh em hãy nâng cấp cái tướng mình trước anh em nhá. Xong rồi nâng cấp những con tướng phụ sau, tướng chính của mình đây. Ok, đấy, Luffy Gear 5 của chúng ta anh em ơi, thần mặt trời Nika anh em. Rồi chúng ta sẽ vào đây mình sẽ mua cái bình ga thứ đã. Có khá nhiều cái sự kiện đây anh em. Đầu tiên là chúng ta sẽ có nhận là 999 vé quay nha. Cái này thì nó sẽ chia từng ngày, mỗi ngày anh em sẽ nhận được 10 con cá để anh em quay ha. Đây, sẽ nhận được 10 con cá đầu tiên. Mình sẽ đi triệu hồi tướng ha. Có cả Labubu này, nhiều sự kiện lắm anh em ơi. Ở đây mình có thể lấy cái tự động này. Xem mình mua cái đèn khò hoặc là cái này đi. Cái nào ngon nhất? Chắc cái đèn khò là ngon nhất anh em. Ồ, không đủ vàng à? Tôi phải kiếm thêm vàng anh em. Mình phải kiếm thêm vàng rồi. Mình đi mở cái dương trước đã nhá. Đấy, cái này thêm kiếm được xu để nâng cấp tướng anh em nhá. Ok, cứ mở hết thôi anh em. Và khi mà đủ cái số lượng cái hòm gỗ thì ta sẽ nhận thưởng được thêm những cái hòm xịn hơn. Đấy, ví dụ mình nhận được cái hòm dương đồng này. Mở luôn mảnh của Nami. Nhận thưởng này anh em ơi, dương tím à. Như vậy tôi có hai cái dương tím ở đây. Tôi sẽ mở hai cái dương tím ra xem. Rồi có gì. Wow, wow, Nezuko pháp sư anh em ạ. Được luôn. Kaito Kid ạ. Ồ, cái này là đến từ Conan à. Kaito Kid. Ngon lớn. Đội hình anh em ơi, chúng ta sẽ bỏ cái gì ra đây? Mình sẽ bỏ Hinata. Mình sẽ thích cho Nezuko ra vào anh em nhỉ. Rồi, cứ đánh đi đã, tính sau. Nhưng mà đầu tiên ta cần phải có cái auto đã. Sự kiện này, 7 ngày lễ hội này. Ngày đầu mình sẽ nhận được thêm 100 cái vàng ở đây. Đấy, mình làm hết các nhiệm vụ ở đây thì khám phá vượt ải, mình càng vượt được nhiều ải thì nó sẽ càng tặng nhiều mình nhiều cá và nhiều vàng anh em ạ. Cấp tướng này. Đấy, ok, tôi cần mua một cái để auto tự động đánh anh em ơi. Rồi, tôi sẽ vào cái phần cần phải có cái này chứ. Tôi đang có bao nhiêu vàng nhỉ? Có 260 thôi. Em mua tạm cái này đi. Cái này 200 này anh em. Được, dùng cái này đi anh em. Dùng cái này luôn. Dùng cái bật lửa Zippo à. Cái kiểu auto click ấy, anh em ạ. Quà tặng 7 ngày. Đấy, cho anh thêm cái dương này. Rất là nhiều quà và phúc lợi cho anh em nhé. Sự kiện ở đây thì chúng ta sẽ có sự kiện tuần triệu hồi. Có nghĩa là chúng ta đạt đủ cái điểm triệu hồi ở đây là sẽ nhận được cá này, nhận được mảnh tướng UR ngẫu nhiên này, hoặc là dương gỗ này. Đấy, chiêu mộ càng nhiều càng tốt anh em ạ. Kiểu đấy. Đây là nâng cấp rồi. Đây là phần nâng cấp nhá. Đây, có cái auto đây. Nó tự động đánh như thế này thì khá là ngon. Nạp ngày thì mình sẽ được thêm gói đá tăng bậc cũng như là mấy cái này. Thế mình sẽ nạp sau vậy. Ở đây mình có cả cái phần gọi là Labubu là thẻ. Thiếu Labubu. Cái hình như là sẽ nhận được cả Labubu thật anh em ạ, chứ không phải Labubu thường nữa. Đây mình sẽ vào đây triệu hồi nhá. Mình đang có 15 cá.
Ok, hy vọng sẽ ra con tướng gì đó hiếm hiếm tí anh em ạ. Tướng mới lo anh em ơi. Ấy chà, được Nico Robin, pháp sư Nico Robin. Và được Hanamichi, thằng này là ở trong bóng rổ đúng không? All Might, uầy, tôi được cả All Might này anh em. Naruto, wow, Naruto lục đạo luôn, what? Orihime, xịn đấy nhờ. Sao lắm tướng á, tôi được cả 2B này anh em. Wow, xịn xòa chứ à, tôi lắm tướng thế à. Ok, nhiều tướng quá anh em ạ. Đặt lại nhanh, à từ từ, mình sẽ ấn vào đội hình này. Mình nghĩ là cái này nó có sẽ có theo kiểu là phe Sushi này, phe Mizu kích hoạt khi đầy đủ 4 tướng, có nghĩa là cùng một hệ anh em ạ. Giờ chúng ta sẽ đi nhập code nha anh em ơi. Để nhập được code game này thì anh em sẽ cần phải vào một cái trang web đấy, của nhà sản xuất tên là gc.langcadaichien.vn. Thôi anh em đăng nhập cái tài khoản anh em vào phần này nhá. Ở đây có phần đổi code này, và đây là những gift code chung này. Ngoài ra còn những cái sự kiện anh em làm thì có thể nhận được thêm code này, ví dụ như là quà group VIP OB này, hoặc là tải game vote up 5 sao này sẽ được thêm code nhá. 1 2 3 4 5 6, ui nhiều code lắm anh em ạ, đầy code luôn nhá. Và ở đây có cả nạp thêm nạp game này. Đấy, nạp game Xfit cho cần phải đăng nhập ở cái tài khoản. Ví dụ gói nạp tiền có những cái gói 10 cành, 20 cành, 30 cành sẽ được các cái loại tiền tệ trong game và dùng đó để mua ví dụ như mua Luffy của mình như lúc trước anh em ơi. Đây là gói ưu đãi VIP này. Từ VIP 0 đến 9 là 200 cành. Đấy, nếu anh em gói gacha, gói gacha tiền 20 cành. Rồi mình sẽ đi mình gọi là mình ấy đi. Mình nhập code trước đi nhá. Đấy, đổi code này. Đầu tiên tôi sẽ copy code này vào đây. Ấn vào code ở đây. Mình ở chơi ở server 4 à. Rồi, chúng ta sẽ chọn sự kiện siêu cá. Đấy, ở đây nó có sẵn code rồi. Đấy, đổi code tiếp theo nha. Tiếp theo ta sẽ đổi cái anime cá 99. Hiện tại đang có 3 code chung ở đây. Ngoài ra có rất là nhiều code phụ nữa. Anh em thích anh em có thể làm nha. Rồi, chúng ta sẽ có 3 code. Ui, này con boss à. Và nhập xong code thì chúng ta sẽ vào trong cái phần thư để lấy code nhá. Để lấy quà nhá. Đấy, nhận thêm một đống quà nữa. Ok, chúng ta sẽ có, đây là mình nên nâng cấp luôn cho Luffy của mình đi. Chắc là mình sẽ dồn hết vào cho Luffy của chúng ta đây. Đấy, cho đột phá lên Luffy Yên Nam đây. Tướng gánh team mà anh em, đúng không? Tướng gánh team của chúng ta, chúng ta sẽ nâng cấp hết cho ấy thôi, cho Luffy Yên Nam của chúng ta thôi. Đấy, nâng cấp hết rồi. Rồi, và đánh nốt con boss này nào. Ê à, con boss này khá là trâu à. Mình đang đến ải 50 rồi. Và sẽ có thêm mấy rất là nhiều cái hòm này. Anh em hãy chăm chỉ mở hòm nhá. Và quan trọng là anh em phải mua nhiều cái để AFK. Có nghĩa là khi không chơi nó vẫn tự động đánh. Đấy, chúng ta sẽ kiếm thêm tí dương ở đây nha. Ui, chúng ta được Minato à? À đúng rồi, chúng ta có thêm rất là nhiều tướng xịn sò nhỉ. Mình ấy cho nó vào luôn ha. Chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta sẽ nhận thêm một cái gọi là cái dương xanh ấy. Dương xanh này. Chúng ta sẽ cho thêm có Minato, có Naruto phiên bản là lục đạo. Con boss đang khá là khỏe nên chúng ta chưa thể đập được kìa. Sanji ạ. Sanji hút thuốc lá. Ok, chúng ta sẽ ấn vào phần tướng này. Đấy, để rất nhiều tướng của chúng ta anh em ơi. All Might, Kaito Kid, UR. Chúng ta sẽ chơi tất cả tướng UR nhá. Chúng ta chơi Kaito Kid này. SR thì không chơi ha. UR này, SSR này, SSR cũng ngon này anh em ơi. Nhưng phải là UR thì nó mới là mạnh nhất cơ. UR này anh em ơi. UR xin được 1,8k. Không mạnh bằng SSR, SSR mạnh hơn ha. SSR 8 Sanri. SSR rất là nhiều tướng à. Ví dụ Luffy là tướng UR, UR là tướng đỏ, tướng mạnh nhất trong game này rồi anh em ạ. Nhá. Chúng ta sẽ thay một loạt. Ok, ấn vào đội hình này. Chúng ta sẽ bỏ Nami này. Tháo tướng này. Tháo à.
tháo tướng này, đặt lại này. Đấy, cho lấy lại cái những cái điểm mà mình đã nâng rồi anh em. Cho cái hoán đổi, báo tháo tướng hoặc đặt lại, lấy lại cái tài nguyên anh em ạ. Bất ghi à. Rồi, tất cả những cái tướng là tướng UR, đầu tiên là Kaito Kid này. Chắc chắn rồi. Tướng nào tướng đỏ anh em, hãy nhét nó vào anh em nhá. Naruto này, đấy, chắc chắn rồi. Sanji, SSR, xong đến SSR, Nezuko này, Minato này. Đấy, đội hình nó mạnh hơn hẳn, hơn nhiều, được chiến tăng ấm ầm luôn. Thư viện này anh em ơi, cho sẽ được thêm cả những cái bông hoa. Rất là ngon lành cành đào luôn. Naruto, Nezuko, Minato, Hinata, Luffy Gear 5, 2B, Nami, Orihime đến từ cái bộ truyện tranh Bleach anh em ạ. Đấy là thêm 300. Khá là quan trọng đấy anh em, cái đấy khá là quan trọng đối với chúng ta. Rồi, xong, nâng cái này lên. Xong đánh con boss thôi. Luffy Gear 5, Hải 50. Con boss làm máu quá nhờ. Khó đánh ghê. Chúng ta sẽ cần phải nâng cấp thêm. Chắc chắn là phải nâng cấp thêm rồi. Không nâng cấp thì không thể đấu được đâu. Đó. Nó sẽ mở thêm tướng đi anh em ơi. Xong rồi nâng sao cho Luffy đi. Đây là triệu hồi này. Tôi có còn 5 cái nhỉ. Còn cái gì không? Nhiệm vụ này. Thêm thời gian treo máy tặng quà 3 bạn nhận thưởng. Nếu tặng một cá. Nếu mà làm xong cái điểm hàng ngày đủ điểm ấy. Bạn bè cửa hàng. Triệu hồi. Ok. Miễn phí. Chúng ta sẽ mua cái gì không? Mình đang có 360 à. Ý mình nên mua cái gì đây? Bây giờ phải nâng cấp tướng anh em ạ. Nâng cấp tướng. Con nào có tăng sao được không nhỉ? Ví dụ là Luffy này. Chưa thể đột phá được. À, lên cộng anh em ạ. Tăng sao này. Đấy, thiếu mảnh anh em ơi. Thiếu mảnh của Luffy này. Đây, tôi sẽ mở mảnh ra xem nào. Mắc luôn đây. Đây là túi su này. Mảnh tướng UR ngẫu nhiên này. Ichigo này. UR là tướng mạnh nhất ở trong này anh em nhá. Mảnh tướng SR ngẫu nhiên này. Rồi, ok. Ở đây, chúng ta đánh được con boss đấy anh em ơi. Cuối cùng tôi cũng vượt qua con boss và chúng ta sẽ có cái phần gọi là leo tháp. Vượt tháp nhá. Vượt tháp này cũng khá là hay đấy. Chiến đấu này anh em, vượt tháp này chúng ta sẽ nhận được thêm vé các thứ ấy. Và đi nhanh quá được tiếp theo này. Cái này không cần đấy đâu. Không cần đánh đâu. Mình chỉ cần bỏ qua thôi là rất là nhanh nha. Leo tháp siêu nhanh. Với cái đội hình này thì lúc nào mình không thể leo nữa thì thôi anh em ạ. Đấy. Tiếp theo luôn. Ngay và luôn. À, tôi nhận được rồi đấy. Tôi nhận được một cái hòm này anh em. Trong hòm này nó sẽ có đấy. Cũng có cá mà. Tôi biết ngay là sẽ có cá mà. Sẽ có cá mà anh em. Vẫn leo tốt anh em ơi. Cái này quan trọng là phải có nhiều cá để anh em triệu hồi được nhiều tướng. Và nhiều tướng thì sẽ có thể tăng sao thành cho những cái tướng UR, những tướng đỏ của chúng ta anh em ạ. Những tướng đỏ tướng mạnh nhất. Cho sẽ hướng tới là full đội hình tướng đỏ. Thất bại rồi. Thất bại có nghĩa là lực chiến đã yếu quá rồi. Chưa thể lên được. Ok. Chúng ta có 14 cái dương. Mở luôn. Mở hết luôn. Nghe mày nói, thêm một tướng gì tôi chưa kịp nhìn luôn. Chưa kịp nhìn. Đây ơi, đây là rương vàng anh em ạ. 33% được tướng UR. Được Eren. Đến từ Attack on Titan à. Hải vãi lều à. Đá mài. Nhận thưởng nè. Mở dương. Có thêm hòm gì không? Thôi, cứ tạm thời đấy đã. Mình sẽ vào trong cái này để mình ấy thôi. Triệu hồi thôi anh em, tôi đã có 15 cái. Xem nào. Goku. Wow. Tướng mới luôn. Goku luôn. Tướng đỏ đấy anh em ơi. Natsu. Natsu đến từ Fairy Tail. Tôi cần thêm 5 cá nữa. Tôi cần chiêu mộ khoảng 50 lần sẽ được thêm 5 cá anh em ạ. Tôi có thể mua thêm cá được không? Đây, mua thêm cá ở đây. Thế mình nạp, ấn phần nạp đầu đi.
Thế được 5 cá này, có 60 mà nhận được rất là nhiều thứ mảnh tướng đằng kia nữa kìa. Đấy, thêm 5 cá nữa này. Mua đây nào. Mua hết 4 gói gặp đầu luôn. Chiến luôn. Xong. Đấy, ngon chưa anh em ơi. Đây này, tôi sẽ nâng cấp cho Luffy của chúng ta, có thể tăng được sao nhỉ? Một mình cân tim luôn. Wow. Rồi, xịn luôn anh em ạ. Trời ơi. Với số sao này thì bá đạo thiên hạ rồi. Không đủ tài nguyên anh em. Chúng ta vẫn thiếu tài nguyên một chút. Ok, thì khỏe rồi. Mình có thể là vượt ải ấm ấm. Và mình mua cái này này. Tôi đang có rất là nhiều vàng. Mình nghĩ mình sẽ mua cái này nhiều nhiều tí anh em ạ. Mua x10 luôn. Đèn khò. Cái nào mua rẻ hơn không? Sử dụng cái đèn khò đây anh em. Nó sẽ khỏe hơn đấy. Khỏe hơn là cái bật lửa kìa nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Còn rất là nhiều gói nữa. Lật phải lật 10 thẻ, cứ lật một thẻ thôi. Nó không cho lật 10 thẻ thì lật một thẻ thôi. La bu bu. Mở. Rồi anh em ơi. Anh em đánh game này thì có triệu hồi luôn. Ui đang có 25 cá. Triệu hồi thế nào? Inuyasha. Vãi lều. Wow. Elsa Scarlet. Tatsumaki đến từ One Punch Man. Chơi tiếp. 25 cái mà. Beerus. Đấu sĩ Beerus. Ok. Lần này không được nhiều lắm đâu. Mức gọi là tạm chấp nhận được nhỉ. 7 ngày lễ hội. Khám phá vượt ải này. Ôi được 2 cá. Tôi cần thêm cá anh em ạ. Cần thêm vàng này. Ai cho tôi cá không? Có cá không nhỉ? Tôi cần cá. Bây giờ tôi cần rất là nhiều cá anh em. 7 ngày lễ hội. Để xem. Mini game. Cửa hàng. Cái này chơi mini game lấy cái vàng này để đổi ra cá đúng không anh em? Đổi ra cá cũng hay đấy. Tôi cần thêm 3 cái thôi là được rồi anh em. 3 cái thôi là được rồi. Gói hẹn ước à? Được thêm 5 cá này. Quay lại ngày mai là sẽ mua được với giá là không đồng anh em ạ. Tội gì đúng không? Nhờ. Cứ để đấy. Nó sảnh này. Ui săn kho báu. Có rất là nhiều thứ khác nha. Rồi và tôi nhất là tôi cố gắng kiếm nốt 5 cá đi anh em ạ. Để mở đi. Nhỡ đâu gọi ra được con gì đó ngon ăn ngen ngon nghẻ. Đội hình nè. Cái này không có tự động auto nhỉ. Á mệt. Có Beerus. Có Beerus thì bỏ Nezuko ra. Cho Beerus vào. Có Ginju. Ginju. Goku. Đội hình đã đầy anh em ạ. Tướng này. Beerus là tướng UR đấy. Ngon luôn đấy. Goku cũng là tướng UR anh em. Eren UR. Nhiều UR quá. Nhiều UR quá rồi à. Naruto dĩ nhiên là UR rồi. Minato cũng chỉ SR thôi. Bên này chắc tôi cho Goku vào ha. Đội hình này. Beerus, Minato bỏ ra. Cho cả Ichigo luôn. What? Ichigo ngon đấy anh em à. Kaito Kid à. Goku đấy cũng được. Rồi, ok nhá, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào trong tập ngày mai nhá.